Hello mọi người. Tháng 9 này là tháng tiệc của cô 9. Nếu ai có duyên với cô 9 thì sẽ được phù hộ kinh. Bây giờ các anh sẽ vào đền cô 9 lễ cho mọi người nha. Bạn nào hữu duyên chỉ cần comment tên, tuổi, địa chỉ, các anh xin hộ cho các bạn free nhé. Đền cô 9 này thiêng lắm. Cô 9 Sòng Sơn là đền siêng nhất xứ Thanh luôn. Và ở Sòng Sơn thì có hai đền, đền Sòng và đền Cô Chín. Bây giờ Cao Anh đang ở đền Sòng Sơn. Và ở đền Sòng Sơn thì hôm nay là buổi đêm rồi, tối rồi, ít người lễ. Cao Anh bận quá nên là chỉ đi được buổi tối thôi. Tháng này là tháng tiệc của cô. Và đến lễ Cô Chín rất là linh thiêng luôn nha. Câu chuyện là khi mà Cao Anh sinh năm 2013. Sau một ngày đi lễ Cô Chín ở cái đền này, ngày hôm sau về quyết định đi làm thầy tâm linh luôn. Và sau này mới biết rằng là trong tứ phủ ấy là đền cô 9, cô 9 là có lộc bói, lộc soi. Nên là ai mà được cô độ ấy thì sau này soi, xem, bói giỏi lắm. Tháng 9 là tháng tiệc cô 9. Nên là trong đền Sòng Sơn, người ta đi vào lễ ở trong cô 9 thì bao giờ cũng đến đền Sòng trước, xong rồi vào đền cô. Đền Sòng Sơn thì thờ mẫu Liễu Hạnh. Mẫu Liễu Hạnh. Đấy, mẫu Liễu Hạnh ngày xưa là có chiến tích ở đây, thắng được đại nội ở đây và được Quán Thế Âm Bồ Tát khoác cho bộ áo cà sa lên người. Nên là mẫu Liễu Hạnh cũng là một vị mẫu mà theo Phật. Nên là những người mà có căn tứ phủ ấy là ở trên thờ Phật, trên có Phật có thánh nữa, người ta thờ cả Phật cả thánh luôn nhau ạ. Các anh đang đứng ở cửa đền đấy, đang đợi lấy cho mọi người đến đông vui rồi vào. Chào Nguyễn Nhung, chào Tươi Hoàng. Bây giờ buổi tối, không cảnh buổi tối ở đây rất là vắng vẻ nha mọi người. Quay cho mọi người xem nha. Đây là đền cô 9 buổi đêm này. Đây là cửa đền này. Đấy, cho mọi người xem. Đây là nơi mà sắp lễ này, để vào lễ này. Đấy, người đi lễ đây, cô Hà đây. Trong sân buổi đêm này các bạn, rất vắng. Nhưng là khi đi lễ mà chọn buổi tối thì các bạn sẽ thư thái hơn, vào đền đỡ phải chen chúc hơn. Những cái đền này ban ngày đông lắm, nhất là tháng tiệc ấy, rất là đông người. Nên là nếu mà đi buổi tối thì chúng ta sẽ được ngắm cảnh này, rồi lễ cũng linh thiêng hơn, xin khấn dễ hơn. Bạn nào muốn lát nữa vào thăm đền không? Các anh sẽ quay cho các bạn xem. Muốn xin cô 9 việc gì? Ở trong này có đền cô 9 và đền Sòng Sơn nha. Các anh đang ở đền Sòng. Đền Sòng Sơn ý. Đấy. Cái đa này. Đấy. Sắp vào đền rồi đấy. Đang đợi đông đủ các đệ tử của Linh Quang Điện nữa rồi vào. Đây là cái nơi mà người ta sắp lễ này. Buổi tối thì còn ít hàng mở lắm. Đấy, mọi người thấy chưa? Đền cô đẹp quá à? Đã vào đâu mà biết, đây mới là sân thôi. Đấy, đây là sân thôi nha. Bây giờ xây dựng đẹp rồi. Sân này là nơi để xe, lát là vào bên trong cơ. Hôm nay mọi người muốn các anh khấn cho mọi người, xin cho mọi người thì lát nữa đợi các bạn chia sẻ video đi. Đông người các anh xin luôn cho thể. Hôm nay hai hữu duyên các anh sẽ xin cho các bạn để từ giờ đến cuối năm làm ăn cho tươi tốt. Con cái học giỏi, công việc hanh thông. Đấy, cảnh cửa đền đấy. Ai xin lộc cô 9 giơ tay. Các anh ngồi nói chuyện mọi người một lúc rồi vào ha. Úi trời ơi. Ừ.
Các anh rất thích đi lễ buổi đêm ấy, nhất là giờ Tí, rất là linh thiêng. Trong bài cúng người ta gọi là nửa đêm giờ Tí hiện hình. Các vị thần thánh hay xuất hiện vào giờ Tí lắm. Từ Tí là giờ 11 giờ đến 1 giờ sáng là giờ thiêng lắm mọi người nha. Trong đền Sòng, Bỉm Sơn, Thanh Hóa phải không thầy? Đúng rồi Kim Hảo. Chào Hoa Lưu Ly, chào Luyện Nguyễn, chào Ly An. Tạ Thị Hương. Ai đã đi đền này comment. Ai đi đền này rồi giơ tay. Em một lát nữa thầy các anh xin cho chia sẻ video đi. Đấy, các anh vào cúng cho. Mọi người cần điều gì? Đền này thiêng lắm. Đã là người quê con, người Thanh Hóa thì chắc chắn là bao giờ cũng phải để lễ đền của cô. Đúng rồi, cô Chín Sòng Sơn. Bây giờ đang ở đền Sòng Sơn nhá. Lát đã từ đền Sòng Sơn mà vào đền cô Chín thì đi một đoạn nữa. Chào thầy, con xin lộc sức khỏe, tài lộc ạ. Làm gì có lộc sức khỏe. Xin sức khỏe và tài lộc. Thầy cho con xin lộc với ạ. Xin cho mọi người có lộc tài gì. Ok. Bao giờ người ta đến cầu cô Chín thì người ta cũng cầu sức khỏe, bình an. Lộc cô cũng là lộc thượng ngàn đấy. Cô hầu mẫu. Cô cũng là người nhiều tài lắm lộc. Những người cô Chín Độ là xem bói, soi quẻ, soi căn, giỏi lắm. Cô Chín còn có lộc chữa bệnh nữa. Hà Nguyễn, xin cho con sức khỏe công việc với ạ. Nha. Thầy về đi lễ đền cô Chín à? Đúng rồi, bây giờ tháng 9 âm mà. Trời ơi, con biết thầy mà đến chỉ cần nhìn thầy là vui rồi. Chào Lâm Nguyễn. Xin chào Mebin Pha Lê Đá. Mọi người xin gì? Lát là các anh vào xin cho. Chỉ cần chia sẻ video thôi là các anh sẽ xin cho. Ở Mỹ làm gì có đền cô Chín ở Liên Bùi. Thầy về chơi mấy hôm rồi lại đi hiếp. Gia đình con Lan Huệ. Ok, thầy sẽ xin cho Lan Huệ. Ai nữa nào? Chào Hiền Lê. Bạn là Trần Lâu. Xin gì? Trần Lâu là xin cầu tài lộc, sức khỏe và may mắn. Chả ai thấy xin trí tuệ nhỉ? Xin cho thông minh ý. Xin cho hiểu biết trí tuệ. Bởi vì khi có trí tuệ thì có tất cả những thứ kia đấy. Người có trí tuệ thì người ta sẽ biết cách làm ăn thế nào cho tốt. Người có trí tuệ thì người ta cũng sẽ biết cách ăn uống thế nào để giữ gìn sức khỏe. Nên là trí tuệ là thứ quan trọng nhất. Chính là não bộ của chúng ta. Khi mà nó tốt thì tất cả những thứ khác có. Đương nhiên là phải thêm chăm chỉ nữa. Thông minh mà lời làm thì cũng không có tiền. Nông Thị Ngân Nông. Ok. Ok Hồn Quê. Bạn nào lát nữa nhớ chia sẻ video nha. Chia sẻ video các anh sẽ xin. Mọi người biết là đi lễ cô Chín thì người ta hay lễ cái gì không? Cho mọi người ngắm một vòng nhá. Khi mà đến đền cô Chín thì người ta hay hay sắm lễ như thế nào. Ok không? Cho ngắm vòng này. Đấy, hoa này. Hoa này. Câu này. Hoa này. Sung này. Gì nữa nào? Quả này. Đấy, cô Chín là màu đặc trưng của cô Chín. Hàng mã đây này các bạn. Màu đặc trưng của cô này. Tiền vàng này. Nến sáp này. Tiền này.
đặc trưng đi lễ câu 9. À, câu 9 chưa đàn à? Bà chú. Thế à? Ai có căn câu 9 là biết chơi đàn luôn. Đàn này đàn nguyệt đúng không? Đàn nguyệt của cô mà lại. Đàn nguyệt của cô à? Đúng rồi, phải cô biết chứ. Chết rồi, mình chỉ biết chơi guitar, ta không biết chơi đàn nguyệt. Bà chủ bán hàng ở đây bao lâu rồi? Hơn 30 năm. Hơn 30 năm rồi. Yeah. Hôm nay tại sao tối hôm nay lại vắng vậy? Tối nay vắng mà ban ngày đông hơn, buổi tối này trời mưa người ta về hết rồi. Nha. Yeah. Bà chủ bán ở đây có đông khách không? Lục mẫu lục cô mà. Thế. Mẫu thương mẫu độ cô thương là có. Thế à. Hôm nay cô bà chủ này cũng mặc ngoài bộ giống cô chín luôn này. Màu này luôn đúng không? Suốt ngày đỏ với hồng. Đỏ với hồng. Người có căn cô 9 là hay mặc bộ đỏ với hồng à? Đấy, quần áo của cô đây này. À, bộ của mẫu là màu đỏ đúng không? Bộ này là của mẫu này. Đấy, màu đỏ. Đây là của cô 9 này. Cô 9 là màu hồng này. Khi mà cầm cái quạt của cô bao giờ cũng là cái màu này này. Đấy, khi mà các bạn thấy các anh mà có hầu cô 9 thì cũng sẽ cầm cái này ha. Còn nắng nữa hả? Hôm nay mình dâng cô cái gì? Đây là hoa quả dâng cô. Đang like hả? Like đấy. Có 758 người xem thôi. Ôi nhiều thế. Được nhiều người yêu mến thì vào xem like. Không phải, chắc là người ta yêu mến bà chủ này đấy. Mọi người về đền Sòng vào đắt hàng cho cửa hàng hoa Đào Lập nhá. Đây, hoa quả đây. Lễ đây nữa này. Lễ này nữa. Đây đây, mâm quả này đây nữa. Đâu, những lễ nào nào? Dâng cô cái này hả? Ok. Em muốn đẹp hả? Em muốn đẹp để chụp ảnh hả? Bày ra ngoài kia, đặt lên trên các cái ghế. Thì à, lát nữa bày, lát nữa mang vào trong lễ bên kia, lát nó bên trong luôn mà. Ừ. Đấy. Cái mã chị sẽ để đây được mà. Đẹp như này xong rồi xin cô chắc là dễ lắm nhỉ. Hôm nay đi lễ xin hộ mọi người thôi, không xin gì cho mình luôn. Thầy quay lên đẹp thế nhỉ. Bộ của cô mà. Cao này. Đây là hóa nhá, còn thờ lấy bộ khác. Ây da. Mọi người thấy ổn chưa? Ổn chưa? Lễ là chuẩn bị sắp xong rồi. Đợi đủ người đến là vào thôi. Đây này là đền cô làm việc á? À, đây là nơi cô hầu mẫu. Vì ở đền Sòng là chủ yếu là thờ mẫu đúng không? Đền Sòng Sơn là chủ yếu là ban chính là thờ mẫu. À, còn đền cô 9 thì có một cái đền cô 9 giếng ở bên trong luôn. Và cô 9 thì hầu mẫu ở đền Sòng Sơn này. Nhưng cô cũng có đền riêng luôn nha các bạn. Chào Nguyễn Mười. Chào Tuệ Băng. Hôm nay Hữu Duyên sẽ chào tài lộc cho tất cả mọi người. Ok chưa? Hôm nay chỉ cầu cho mọi người thôi, không cầu cho các anh. Hôm nay bạn nào Hữu Duyên comment chia sẻ, lát là các anh sẽ cầu cho. Đợi đông vui rồi vào. Ở đâu vậy thầy? Ở Thanh Hóa. Đền Sòng Sơn là Bỉm Sơn Thanh Hóa. Chào Thoa Vũ, con xin lộc cô. Ok, lát xin cho. Chào Thu Dự. Ngày xưa năm 2013 sau khi các anh vào đền này về đi làm thầy đấy, Tử Vi đấy, quyết định như vậy. Đúng một hôm, hôm nay đi lễ, ngày mai về quyết định đi theo tâm linh luôn. Chứng tỏ là được mẫu phù hộ độ trì lắm đúng không?
Gần nhà em thầy ạ. Ồ thế à Kim Cúc. Thầy sẽ kêu cho Nguyễn Lập. Chào Duyên Nguyên, chào Phạm Thịnh. Xin thầy sức khỏe bình an. Xin cô với xin gì thầy. Thầy xin hộ. Hôm nay thì lễ cô 9, phải xin cô 9 chứ. Ai có tâm chia sẻ video, lát nữa các anh sẽ xin cho. Nhà xe Thành Trung. Ok. Nguyễn Thảo. Nguyễn Thao. Ok, chị An Du Ngô. Chào Nguyễn Kim Ngân. Ở trong đền cô chín giếng có một cây sung ở ở cái suối nhiều quả lắm chị nhỉ. Bà chủ ơi, bà chủ. Ở trong đền cô chín có cây sung nhiều quả lắm đúng không? Ở đây có sung mà. Ở đây có sung mà. Nhưng mà sung trong đền thì sung hơn. Ở đây trong cái đền này có cây sung nào không? À đền này cũng có đúng không? Có chứ. Cây sung cây si. Sung và si. Đình chiến, chiến đình. Hôm nay gặp thầy luôn rồi đấy. Xin cho gia đình sức khỏe, bình an. Ok. Người ta hay đến đền cô chín người ta cầu việc gì hả chị? Họ cầu sức khỏe, bình an đã đành. Cầu buôn bán, cầu duyên. Cầu cả duyên luôn. Đền này cầu cả duyên luôn hả? Thì á. Cầu buôn bán bình an sức khỏe và cầu cả duyên luôn. Còn cầu thêm được gì nữa không? Muốn gì thì xin đó. Thế á? Đang lành cô bán hàng. Đang lành cô bán hàng này. Mọi người về đền phòng qua ủng hộ hoa đào lập nhá. Mọi người bảo là cô này không biết thầy cao anh là ai nên là không vào. Cô này chắc không xài Facebook, YouTube rồi. Thầy Cao Anh. Thầy xin lộc chăn nuôi em với. Ok. Được. Xin gặp may mắn trúng thưởng đặc biệt. À thì à. Hồn quê. Thầy cầu xin giúp gia đình con mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Ok luôn. Có đồ lễ rồi này. Mã lấy chưa? Mã của mẫu và cô đúng không? Mẫu và cô mà các bạn bảo là lấy của mẫu và cô. Cô sang bên kia. Ok. Cô bán hàng có duyên quá à? Cô bán hàng này đông khách quá, cô không có thời gian lướt Facebook. Chào Ngọc Banh. Chào Trần Kim Hiền. Chuẩn bị vào đền lễ. 10 phút nữa. Cho mọi người xem các cung ở trong này nha. Của thầy từ bao giờ rồi đấy. À có bao giờ? Có từ bao giờ bấm đã đăng theo dõi từ lấy rồi đấy. Thế à? Từ lâu vắng vừa vào phát nổi luôn mà. Thế à? Nổi luôn là đã theo đăng theo dõi làm bao giờ rồi. Khí cửa. Theo dõi mà hôm nay đến nhà hàng mua không biết luôn. Chị trêu đấy, chị theo dõi thầy Cao Anh lâu rồi. Nhưng mà nhìn ở ngoài ăn mặc như nông dân nên là không phát hiện ra. Chào Tạ Thắng. Hôm nay thầy đi rất tông đi lễ. Mà
mong sớm gặp lại thầy. Nguyễn Lan đã gặp rồi à? Chào Mưu Sinh, thầy hôm nay đi lễ ở Việt Nam. Lễ xong lại đi. Mậu Ngọ không thở nổi luôn. Có phải ai Mậu Ngọ cũng không thở được đâu. Thầy đi lễ. Đây là đi lễ mẫu trước. Đền này là thờ mẫu Liễu Hạnh đúng không? Trong này cũng có một ban thờ mới là lập cả thờ Đức Thánh Trần nữa đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà vốn thì thờ công chúa Triều Lê đúng không? Mẫu Liễu Hạnh đúng không? Mỗi một cái đền thì sẽ thờ một vị thánh, là vị thánh chính ở trong đó. Bữa con có xem tử vi bên thầy mà không đúng ngày sinh, không xem được ạ? À? Làm sao để coi được thầy? Không đúng ngày sinh thì phải chịu rồi. Tử vi phải đúng ngày giờ ngày sinh chứ. Lát nữa sẽ vào lễ cho mọi người. Nhà nông cống ạ. Thì cũng tiếng Thanh Hóa chứ tiếng gì, quê choa mà. Chào mẫu đơn vàng, chào Lâm Nguyễn. Thầy cầu cho quốc thái dân an. Đương nhiên rồi, lần nào cũng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Cầu cho miền Trung nhanh hết lũ lụt. Ok Yên Tô. Đồng ý Dung Nguyễn. Bạn nào cứ chia sẻ video lát là thầy các anh cầu luôn cho. Nước mắt trong tim. Mọi người đi đi vào đền lễ thì mọi người hay mua lễ ở cửa đền đúng không? Có duyên với cửa hàng nào thì vào cửa hàng đấy. Hôm nay thấy một cô ăn mặc sặc sỡ, giống kiểu cô Chín, vào luôn. Vậy muốn xem tử vi mà bố mẹ không nhớ giờ sinh ngày sinh có xem được không? Không được. Phải có giờ sinh ngày sinh mới xem được. Nếu không nhớ giờ sinh thì có thể nhớ ngày thì còn có cửa xem được. Sau khi đi đền Sòng Sơn rồi sẽ đi cô Chín Giếng luôn nha mọi người. Chào Nga Nguyễn, Đỗ Mai Nghĩa, Trần Đoàn. Chào Hứa Nhường. Hà Thị Minh Hải chia sẻ rồi đúng không? Ok, lát nữa sẽ xin cho Hà Thị Minh Hải. Hà Minh Hải xin gì? Câu gì nào? Sao thầy không vô sông ngồi? Thầy thích sương gió, thích ngồi ngoài trời. À đây rồi, đội nhà tới rồi, sắp vào lễ rồi. Nhanh lên nào, nhanh. Thầy và khách hạ, thầy vào các bạn trên Facebook đợi hơi lâu rồi. Thầy để bỏ rơi con ở gầm cầu. Ô thế à? Thằng Khôi nó bảo nó đón cơ mà. Xem tử vi giờ giờ sinh chính xác thầy có coi được không? Không nhớ giờ sinh chính xác thì lấy lá số của con mình nữa thì đối chiếu tìm ra giờ sinh của mình được nha. Không, thầy đang lễ. Thầy đang lễ ở Mỹ. Lễ đền Sòng Sơn ở Mỹ. Thành đô. Thầy đi chùa nào vậy? Thầy đi Sòng Sơn. Xin số mai nhớ thầy. Thầy không xin số bao giờ. Chưa bao giờ xin cho mọi người trúng số số giờ. Lô đề thì càng không.
Bởi vì mình trúng lô đề có nghĩa là mình dỡ nhà nhà khác. Đi lâu thế? Em phải đi quá thì đến Cao Bồ. Chờ. Chờ các bạn đi bắt taxi đi. Xin sức khỏe thì dễ thôi, xin cho. Ngày âm và dương khác, con chọn một ngày xem tử vi được không? Ồ, xem tử vi thì đối với thầy đưa ngày dương cũng xem được, mà ngày âm cũng xem được. Doãn Huyền đã chia sẻ, ok, lát nữa sẽ xin cho Doãn Huyền. Thầy kêu anh nè, đúng rồi. Yeah. Biết thầy à? Đi với mấy chị này à? Ngồi đây xem nào. Con đi gặp thầy, trời. Lấy ghế ngồi xuống. Theo dõi thầy mấy hôm nay rồi, mọi lần con thấy thầy ở bên nước ngoài. Trời yeah. Ơi. Hôm nay thấy trực tiếp chưa? Trực tiếp sướng, xin học loại. Xin kiểu ảnh, đếp vào đây, vào đây. Đến đây, vào đây lưu hành ảnh luôn ở trên Facebook thầy này. Xin chào mọi người nhé, hôm nay con thì được gặp thầy các anh. Trời ơi, mừng quá, mấy lần trước được thầy xem cho trực tiếp trên Zalo ấy. À. Đấy, trời, hôm nay gặp thầy là thật sướng. Thế nhà bán gà ở đây à? Không, con ở bên đền Phú Chín ấy. À. Thì thầy sang đấy hoan hỉ được. Lát thầy sang đấy. Vâng. Mình có quán bên đấy à? Dạ vâng, con ngồi ké thôi, không phải quán bên, con ngồi ké người ta thôi. Ok, lát nữa vào ủng hộ luôn. Con xem trên Facebook thấy thầy bên đây, con sai con tìm. À thế á? Vâng. Thầy đang làm sai chim, con sai con tìm đấy. Hay quá. Ok, lát nữa thầy sẽ vào đó. Vâng. Ngồi đây xem nào. Cũng bán hàng ấy luôn à? Ở ghế này. Ngày xưa thầy xem tử vi cho chưa? Thầy xem cho rồi. Ngày xưa thầy xem cho rồi. Cô này hôm trước là thầy xem cho rồi này. Xem đúng. Chắc đúng hôm nay mới đi tìm đúng không? Vâng, thế sang Facebook chị có thấy là con tiếp đấy là con đi xem đi tìm luôn. À. Con sinh năm bao nhiêu? 89. Thế là nhà có gần đền không? Nhà có 5 phút là đến đền. Ok, lát thì lôi cả đội này sang nhà mình. Ừ. Ừ. Xem mà cũng bao giờ có cơ hội gặp thầy hôm nay thì mừng quá, vì là cũng muốn lên nhưng kiểu nhà cũng có điều kiện không lên được. Ngày xưa thầy xem online cho mình à? Hôm nay gặp trực tiếp luôn. Đây lấy cái túi ni lông trắng này thôi. Con thì không có quầy trên mình, con xuống đâu mà con chỉ ngồi té nó ra, con bán nem chua thôi. À thế à? Không bán đồ lễ mà chỉ bán nem chua. Thế lát nữa thầy sang bên đấy mua lễ thì chọn là cửa hàng nào? Hàng Lan Anh thầy ạ. Lan Anh. Vâng, hàng Lan Anh. Ok luôn, lát nữa sẽ đến Lan Anh. Ở ngay sát bên cạnh đền luôn, quầy to nhất ở đấy. Kiểu cô cầm cái iPad to đấy kìa. Em tưởng đây là đoàn của thầy cả. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Thí à? Ngày xưa thầy xem cho mình việc gì? À, xin xem thầy về công việc, về gia đình, về công danh. Chết rồi, mình đây là nổi tiếng rồi. Con vừa lên Facebook lướt thấy thầy đang live stream và con khi sang đây con tìm luôn. Ôi, thầy quay mặt trước chứ thầy có quay mình đâu. Thầy ra điện thoại ra nhưng thầy không thể quay mình. Thầy có muốn thích quay không vào đây luôn? Không ạ, không ạ. Thầy quay. Sao lại ăn mặc giống cô đồ cô chín này? Bọn em bán hàng ở đây thì bọn em ăn mặc. À đây à? Bán hàng ở đây rồi đa phần. Nhà em ở bên kia à? Ủa thế à? Em tên là gì? Tên là gì? Thôi ạ. Tại thầy mới về Việt Nam nên là thầy đi lễ xong thầy lại đi luôn. Lễ xong thầy đi luôn à? Trước
ao một lần lần được lên gặp thầy. Hôm nay thầy đến tận nơi gặp gì nữa. Vui lắm. Theo dõi thầy mấy năm nay rồi. Thầy ơi, có về Việt Nam thầy có vô Sài Gòn không? Không. Thầy sắp đi rồi. Nguyễn Khoa, thầy Cao Anh về Việt Nam rồi à? Xong chưa? Mình vào lễ nào? Xong chưa? Xong chưa? Đội này đi chuẩn bị lễ kỳ công vô cùng. Thầy đang ở Bắc Ạ, có ở Hà Nội không? Thầy đang ở trong đền Sông Sơn Thanh Hóa. Xài Facebook không? Đông người follow không? Không. Còn gì không? Ít người follow. Cũng bán hàng nhưng mà ít người follow. Nào bắt đầu chuẩn bị lên đường thôi nhỉ? Bây giờ các anh sẽ vào trong đền giới thiệu các bạn từng bạn một luôn. Có đi cùng thầy không? Có ạ. Ok. Có cô ở thổ dân ở này dẫn vào trong đền luôn. Thầy đi nhiều chắc thầy cũng biết nhiều rồi. Con đi đền chùa ít lắm. À. Thầy đi đền chùa khắp thế giới. Nhưng mà thấy đền Sòng Sơn thì có duyên nhất với mình. Đang kể cho mọi người câu chuyện là ngày xưa trước khi làm thầy là vào đền Sòng Sơn trước. Ngày hôm đầu tiên vào lễ đền Sòng Sơn thì ngày mai quyết định đi làm thầy tâm linh. Chứng tỏ là được đền, được mẫu độ đúng không? Ô xin chào. Đang chia sẻ like. Ô thì à? Vừa xem xong. Ôi, vừa ngồi đây like một cái bao nhiêu người đến gặp thầy coi anh này đông không cho mọi người xem này. Cô Chiên ngồi đây xem nào, ngồi đây. Nghèo ơi, bao nhiêu người đến này đấy, phải ngồi chỗ này này. Gặp thầy bao giờ chưa? Chưa gặp mà bao giờ chỉ xem trên like thôi. Thế à, hôm nay gặp luôn. Cô mà làm nghề gì? À, cái sớm không lên xong này hả? Ôi lắm, thầy vào lễ nhớ hướng dẫn thầy với nhà. Sớ thì thầy chuẩn bị hết rồi. Ừ, đã nhờ bao giờ chưa? Thôi ơi, ra bê. Nhân viên của thầy xem, tại vì xem nhầm tuổi. Không nhờ xem lại thì bạn ấy xem, nói chung là xem có qua. Nhầm tuổi là mình đưa nhầm hay là các thầy làm nhầm? Mỗi người một đĩa. Thế à? Đâu? Tin nhắn đâu? Thế xem nào. Kiểm tra xem bạn trợ lý nào không support mình là phạt luôn. Phạt luôn. Vừa về nhà thấy thầy Lai đang đền sòng chạy ra luôn. Nghèo. Xong chưa? Đâu thầy xem nào. Đưa thêm tin nhắn nào. Bạn nào đang hỗ trợ mình mà chưa làm tốt nào. Được, thầy sẽ xem lại cho. Thêm pết này hả? Oh. À, ai có đặt tiền vào đây gì nào? Sinh ngày 20 tháng mới đẻ xong. Tháng 10 năm 2022. Dương mà làm ngày 15 tháng 9 âm. Hôm trước thầy xem online cho chưa? Chưa. Thầy chưa xem. Đấy là có ăn, chắc là nhân viên xem thầy ạ. Làm gì có nhân viên nào xem. Khéo mình bị lừa rồi. Đây là thầy Cao Anh giả nha. Đấy. Vậy là con đây này, cô này cô bị pết thầy Cao Anh giả lừa rồi. Thế đấy không phải thầy. Thầy Cao Anh phải có dấu cơ. À vâng, con lại thấy. Đây này. Điểm tài khoản thì cũng là thầy. Đây, đây, thầy, đây là thầy Cao Anh giả nha. Không phải cái anh thật. Sao họ làm giống cái ảnh gần gần luôn này. Họ lót ảnh về là được thôi mà. Họ lót ảnh thầy về thôi. Ồ đúng rồi. Thảo nào con xem thì con ấy... thấy bạn xem. Thầy xem là tớ nhìn thấy mặt thầy chứ. Dạ, đây là cô này bị người ta lừa rồi. Con hiểu thầy, thật thì hôm nay là tiểu duyên. Mời thầy. Bây giờ thứ nhất là fanpage thì... thứ nhất là mình không phải mình bị lừa đâu, nhiều người bị lừa. Fanpage của thầy là thầy Cao Anh có chữ T viết hoa.
và biết đủ chữ thầy Cao Anh. Và page của thầy Cao Anh là hơn 1 triệu người follow cơ. Mà rất nhiều tin nhắn, comment ở trong đấy, hiểu không? Họ chỉ lấy ảnh thầy, họ làm giả thôi. Em chia sẻ cái tin của thầy vào máy ấy, xong rồi đây con nhắn như thế này mà họ xem là xinh nha. Họ là người giả mà, chứ không phải thầy đâu. Con đổ thế là băn khoăn là thầy. Nên là cô ra cô kiện thầy mà chắc chắn là không phải rồi, bởi vì thầy rất là tử tế. Vâng, vậy thì hôm nay Hữu Duyên thì con xin thầy là... Đấy là mình đang tương tác với bếp nhầm rồi đấy. Nhớ nhá, cẩn thận bị lừa. Đúng rồi. Thầy nhiều vào. Bạn này lừa, đây, đây mới là bếp thật của thầy nè. Đấy, cái này mới là bếp tật nhá. Chữ thầy Cao Anh là chữ T viết hoa này, hiểu không? Mà vào kênh của thầy thì phải biết toàn cái gì cũng comment toàn với nghìn với triệu thôi. Tội nghiệp cô gái này, cô bị lừa đấy mọi người. Chị này bị thầy Cao Anh giả lừa. Pết thầy Cao Anh thật là pết thầy Cao Anh tích này này, đông người xem lắm. Hiểu chưa? Hai nữa là số điện thoại thầy để trên đấy, địa chỉ ở trên đấy. Thầy đã công khai trên đấy rồi. Tội nghiệp thế. Bị lừa lâu chưa? Đầu tháng đấy ạ. Dạ. Yeah. Thế là mình bị thầy Cao Anh giả lừa rồi đấy. Không phải thầy Cao Anh thật đâu. Đây là hôm nay đang có may là còn có duyên được gặp thầy. Thầy online nhiều người xem 707 người. Ừ. Ok, thôi bây giờ vào đền đi. Bây giờ vào lên đi lễ. Ok, chào bà chủ nhá. Ok, có các bạn trợ lý của thầy đang đi cùng với kìa, đang đăng ký với các bạn đấy. Đấy, một đoàn đấy. Bây giờ vào đền lễ nha mọi người. Nhân duyên hôm nay lại gặp một cô viết chớ trong đền luôn. Thầy Cao Anh xem là có mặt của thầy, tiếng của thầy. Thế xem là tiếng, xem không phải tiếng của thầy mà vẫn tin được, tài thật. Không nói à, mà là chỉ alo một phát là cả nhóm có mặt. Nhắn đâu mày á, thầy có bao giờ nhắn đâu. Vào đền buổi tối này, bây giờ đi lễ xin cho mọi người đây. Đấy, cô làm việc ở đây đúng không? Ở bạn này à? À bên kia hả? Ở ngoài đấy mọi người này. Đây ở ngoài nhá, đây là ban này, là ban ở ngoài trời này. Và bên trong nhá. Đấy, cái gì không phải gọi. Đây, chị này. Trời ơi, có người ở trong này cần gì phải gọi ai, có người sẽ mở cung cấm cho lễ, xin cho dễ. Đối với người ban này là ban gì? Ban này là ban công đồng, thờ hội đồng các quan. Nhìn ở ngoài này thì ban công đồng cũng đẹp luôn. Bên phải này là thờ Trần Triều, Hiển Thánh, Nhân Vũ, Hưng Đạo, Đại Vương, Trần Hưng Đạo này mọi người. Bên trái xem thờ ai nào.
Bàn này thờ cô. Bàn này thờ cô Chín. Đây là bà không? Đây là bàn thờ Chúa Bà Cửu Tỉnh. Chúa Bà Cửu Tỉnh. Vào bên trong nào. Ui, hoa đẹp không mọi người? Rực rỡ chưa? Đấy. Đây là ban thờ Ngũ Vị Tôn Quan. Hoa đẹp rực rỡ cho mọi người. Đẹp. Siêu đẹp luôn. Tối mà vẫn có người đi lễ này. Đấy. Mấy cô này. Hoa đẹp không? Ban này là thờ Ngũ Vị Tôn Ông, nghĩa là năm vị quan lớn. Có quan ngồi ở giữa là quan đệ nhất thượng thiên. Quan màu xanh là đệ nhị thượng ngàn. Được chưa? Mở chưa? Ok. Hôm nay vào tận cung bên trong xin cho mọi người. Vào ban ngày thì các bạn khó vào cung cấm lắm. Bên trong tối hôm buổi tối thì vắng hơn. Có người quen thì sẽ mở cung cấm cho chúng ta. Ôi, tới đây, tới đây. Ok, thầy sẽ vào. Bên lễ à? Anh ấy quay không nhìn, không quay. Đúng rồi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đợi anh chút. Bạn nào cầm giúp thầy cái vào lễ cho mọi người. Đấy, mọi người vào đi, mọi người vào. Vào thất. Vào đi, vào trong đi. Vào, vào thất. Vào lại đi. Đây là ban vua cha đọc quạt thị đế.
sức khỏe tài lộc tốt. Xin các ngài phù hộ trì cho các đại tăng chúng và chúng con lễ bạc tân thành vi lễ. Xin các ngài phù hộ trì. Ngày xưa sau cung này. Lúc nãy vào cung cấm để xin cho mọi người rồi, nhưng mà cung cấm thì không được quay. Ban công đồng ngoài này là rực rỡ nhất mọi người này. Wow, hoa đẹp không? Siêu đẹp luôn. Đây là ngũ vị tôn quan, giống như năm vị bộ trưởng ấy mọi người. Đẹp không? Trời ơi, hoa ngất trời luôn. Các anh đã xin cho các bạn rồi nha. Đây là ngũ vị tôn ông này, ngũ vị tôn quan. Các quan là quyền lực lắm. Hôm nay đứng trước ngũ vị tôn quan, cầu xin cho tất cả các bạn trên Facebook đã có lời kêu tiếng khấn, nhờ con xin phù hộ độ trì cho các tín chủ được toàn gia an lạc, công việc hanh thông, lộc tài vượng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tầm tâm ngũ phúc, lâm môn thân tâm an lạc, đầy thuyền mãn quả, gia đạo hưng thịnh. Xin các ngài phù hộ độ trì cho các tín chủ có lộc, có tài, có ngân xuyến để một ngày nào đó có thể về được đền Sòng Sơn trực tiếp lễ mẫu, lễ thánh ở nơi này. Các bạn có thể comment tên của mình vào đây để các ngài phù hộ độ trì cho các bạn nhé. Mọi người có thấy trong đền có hai ông rắn này không? Một ông thanh xà, thanh xà, một ông bạch xà, hai ông rắn này. Ý, trong điện nào, điện thờ nào, đền thờ thần tam tứ phủ nào cũng có hai ông hai bên luôn. Đấy, các bạn thấy nhá. Các anh xin cho mọi người xin nhé. Mọi người bên này người ta ít hầu tối nhỉ, hay là toàn hầu ban ngày, hay là đợt trước tiệc thôi đúng không? Bây giờ là cuối tháng rồi mọi người ít hầu hả? Hôm nay cũng là gần ngày cuối tháng rồi, mình may mắn vẫn về lễ kịp. Từ bây giờ biết fanpage thầy thật rồi nhá. Đấy, lát nữa. Được, lát nữa thầy cho các bạn trợ lý hướng dẫn. À, cho mọi người thăm khuôn viên ở đền nhá. Khuôn viên trong đền gồm cái gì? Gồm những gì? Ngoài đền thì có lầu cô, lầu cậu. Đây là lầu cô. Đây là lầu cô này mọi người. Thờ cô bên trong đấy. Đây là bát hương mẫu cửu trùng thiên. Này cũng có nhiều hoa đẹp luôn. Đây. Hoa đẹp không? Đây là lầu cô nha. À, xin cô việc gì? Đấy, lầu cô ở trong này.
Đây là bên ngoài thờ mẹ Quan Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Riêng ở khu này thì cũng có một cái khu thờ Cô Chín Sòng Sơn. Có bàn thờ Cô Chín luôn. Trong khuôn viên này thì có một cái dòng suối, thác suối đang chảy các bạn. Có cây sung này các bạn này. Cây sung này rất nhiều quả lắm lộc. Đấy, quả từ gốc tới ngọn luôn. Đây là dưới suối nha. Người nghe tiếng suối róc rách luôn. Cạnh đó là bàn thờ thổ thần. Thổ thần là ai? Là thổ địa ấy. Là quan thần linh cai quản cái đất này này. Đây là bàn thờ thổ thần, thổ địa. Đây là dòng suối bên cạnh. Nghe tiếng nhúc rách không? Đấy, nên là đền ở đây có sông, có suối. Mà đền thờ bao giờ ở Việt Nam mình á, đền thờ cũng gần suối đấy các bạn. Gần sông, gần suối. Tố Linh. Khu ngoài kia để đốt mã. Hóa Sớ. Kính lại cô. Các bạn nhìn thấy khu cửa này. Cái cổng này lâu lắm rồi đấy. Rêu phong rồi. Ngày xưa buổi tối thầy đi qua đây á, không vào được bên trong thì đứng ngoài ngoài lễ. 10 giờ tối đóng cửa. Đứng ngoài lễ cũng linh rồi cơ. Vâng. Đến đây là ngày đã chứng rồi. Đây Khôi, cho chị số của các bạn trợ lý để hôm sau xem cho chị. Chị này chị bị thầy Cao Anh giả lừa chị. Tội nghiệp. Mà chị này là người viết sớ trong đền này luôn, mà cũng bị lừa nữa. Đền Cô Chín, à đền, đây là đền Sòng Sơn. Nhớ là khi mà thầy xem là nhớ là thầy sẽ nói chuyện trực tiếp với mình. Uống điếu thuốc của thầy lúc nãy bạn nào cầm không? Trong kia lấy giúp em. Bạn này ở đền Cô Chín này, bây giờ vào
Cô này ở đền, bạn này ở đền cô 9. Chạy ra gặp luôn. Bây giờ thầy sang đền cô 9. Ừ, sang đấy trước đi. Bây giờ thầy lên xe xong thầy sang nhá. Đây là đền Sòng Sơn. Cảm ơn mọi người nhá. Đến đền cô 9 về đêm đẹp quá thầy ơi. Đây là đền Sòng Sơn. Lát nữa mới sang đền cô 9. Thầy có rồi. Đền linh thiêng xin được phù hộ cho gia đình bình an may mắn. Chào Nguyễn Thị Thúy. Kim Anh Trần, thầy như chim trời ý. Đúng rồi, thầy bay lượn khắp nơi mà. Chào Thiên Huế Phạm. Mọi người biết sau khi lễ sẽ làm gì không? Sau khi lễ xong thầy về mấy hôm nữa thầy lại đi rồi. Sau khi lễ xong thì mọi người sẽ đợi cho đợi lễ cho xong tàn hương rồi mọi người sẽ vào tạ lễ, xin lễ, hóa tiền vàng, hóa hàng mã rồi mới về. Ô, thôi ơi, vào xin hóa mã đi, không có 10 giờ đóng cửa đền với cô 9 bên kia cũng thế đấy. À, mọi người vào xin hóa mã đi. Từ Hà Nội vào đền cô 9 đi hết khoảng 1 tiếng rưỡi. Chào Vũ Thu, Nghiêm Nguyễn. Mọi người biết là trong khi người ta hầu thánh là có 36 giá hầu chưa, chính chưa? Đấy là hầu của lối cổ nhá. Trừ khi bây giờ người ta sáng tạo ra việc khác. Có 36 giá. 36 giá hầu đấy. Nên là có rất nhiều đền thờ Tam Thứ Phủ. Ít nhất là 36 đền thờ các loại. Sáu chiếc chòe. Lê Thanh Vân, thầy cho con hỏi khi con đặt lịch xem thì phải gặp trợ lý thầy không? Tại vì thầy bận quá, thầy không nói chuyện riêng với mọi người được. Nên mọi người thông cảm, nói chuyện với các bạn trợ lý giúp nha. Và thầy chỉ có thời gian gặp mọi người online thôi. Bởi vì thầy bay suốt nơi, suốt và thầy đang học ở Mỹ. Chỉ về Việt Nam tạt một cái xong rồi lại đi thôi. Không gặp mọi người trực tiếp được đâu. Chỉ online được thôi. Chào Andy, Andy. Ngày nào cũng xem kênh của thầy. Cảm ơn Hương Phạm. Thầy không vào Đà Nẵng được, Doãn Huyền à. Đúng rồi, điện máy Long Châu. Nguyễn Thị Nga, xin cô 9 ít lọc à. Đang đứng ở đền, à sắp vào đền cô 9 bây giờ đây. Đi lễ mẫu trước, bởi vì cô là hầu mẫu nhá. Cô là cấp dưới
hầu mẫu. Cô thì là dưới mẫu nha các bạn. Dưới mẫu thì có các vị trầu. Trầu. Các vị ngũ vị tôn ông cũng dưới mẫu luôn. Và sau dưới tôn ông thì có các ông hoàng và các cô. Đấy. Còn dưới nữa, dưới các vị, dưới ngũ vị tôn ông là các ông hoàng và các cô. Cô thì có cô đệ nhất, cô đệ nhị, cô đệ tam, cô đệ tứ. Chào Cam Thường, Nguyễn Nghĩa, Yến Ngô Hải. Muốn đặt lịch thầy xem thì làm thế nào? Thì inbox vào đây hoặc là ra tường thấy số trợ lý của thầy thì gọi cho các bạn đấy nhá. Thanh Tuyền. Ngày nào cũng thích nghe nói chuyện à? Chuyện là ngày xưa thầy các anh đến cái đền này, đến trong sớt đến xong này này. Xong rồi đi vào cái cửa bên này này, cửa này này. Đấy. Sau khi vào lễ xong đi về thế là thích làm thầy luôn. Hôm sau quyết định đi làm luôn. Thầy thờ tứ phủ mà, đúng rồi. Thầy có thờ Phật và thờ tứ phủ. Có thêm thờ Trần Triều nha các bạn. Trần Triều là Đức Thánh Trần ấy, là không thuộc tứ phủ đâu nha. Trần Triều là tam phủ, không phải tứ phủ. Thầy có thờ Trần Triều nữa. Đức Thánh Trần ấy. Trần Triều không thuộc tứ phủ nha. Các bạn không có lầm lẫn. Trần Triều là một đạo riêng, là tam phủ. Tứ phủ, tại sao lại gọi là tứ phủ? Bởi vì có bốn phủ, thiên phủ, địa phủ, hoài phủ và nhạc phủ. Tam phủ thì chỉ có thiên, địa, thủy thôi. Thêm tứ phủ thì thêm nhạc phủ nữa là vùng rừng núi ấy. Nên những người mà thờ tứ phủ là thờ thêm Sơn Trang. Sơn Trang ấy, vùng rừng núi. Sơn là núi. Thờ bà chúa Sơn Trang nữa. Thường trong đền thờ thì người ta thờ tách, thờ Sơn Trang riêng luôn, là bà chúa Sơn Trang. Đó là bốn phủ nhá. Còn Trần Triều là có tam phủ thôi, chỉ biết là thiên phủ, địa phủ và thoại phủ thôi, ba vùng. Tứ phủ thì thêm nhạc phủ nữa, rừng núi nữa là bốn. Chính Hoàng thầy đang ở đền Cô Chín Sòng ở Thanh Hóa. Có nhiều tín ngưỡng thờ lắm. Mỗi quốc gia lại có những tín ngưỡng khác nhau. Trong các quốc gia cũng có tín ngưỡng khác nhau. Vùng miền có tín ngưỡng khác nhau. Giá Trần Triều. Những người mà có căn nhà Trần, thờ nhà Trần thì sẽ hầu. Những người có căn mạnh, căn lớn, đã từng hầu lâu, người ta sẽ hầu Đức Thánh Trần. Bình thường thì người ta sẽ hầu con của Đức Thánh Trần thôi. Là cái ngài Trần Quốc Tảng ấy. Đấy, người ta gọi là Quan Đệ Tam. Con thứ ba của Đức Thánh Trần. Mà thờ đền cửa ông ấy. Rồi hầu đệ nhất Vương Cô. Đệ nhất và đệ nhị Vương Cô. Ngoài ra thì người ta sẽ hầu cô bé cửa suốt, cậu bé cửa suốt nữa. Đấy là Trần Triều. Xong chưa? Lên xe.
hôm nay đi cúng xin lộc cho mọi người rồi, bạn nào vào sau thì đợi các anh sang đền cô chín nhá. Đây là đền Sòng Sơn, hát đã sang đền cô chín. Ôi, ban công đức đúng không? Quên mất. Đấy, các anh sẽ công đức cho đền, nhà đền 1 triệu. Không cần tin. Ok. Đi nhá, xin chào. Bây giờ sang đền cô chín. Có cô đôi tượng danh phạm chân. Giờ sang đền cô chín. Bạn nào theo thầy các anh sang đền cô chín không? Không thể tắt like đây này. Mọi người có sang không? Đi luôn không? Đi không? Ai sang đền cô chín giơ tay. Có thầy, có thì chia sẻ mạnh tay, thả tim like nhiều vào. Để thầy lái xe sang đền cô 90 giờ. Mỹ Hạnh đã từng lễ cô 9 à? Đi luôn thầy ơi à? Ok, đi đi. Xin chào. Đến đây trợ lý của thầy rồi, thầy sẽ xem cho nhá. À. Có thầy, ai có giơ tay thả tim like nhiều. Chia sẻ thêm video nữa. Phải đông người đi xem cùng, đi lễ cùng mới vui. Sẽ xin lộc cho Bùi Thị Thùy. Ai xin lộc cô chín giơ tay. Bây giờ lái xe sang luôn. Hòa Lai. Ở là Mỹ làm gì có đền cô chín. Ai có giơ tay nào. Phạm Sen có này. Lê Bé có này. Ngọc Ánh có nào. Ai có comment mạnh tay chia sẻ thả tim like nhiều. Lê Thanh Vân nữa. Ok. Phạm Huệ đồng ý. Nông Nguyễn ok. Comment vào. Thầy đi lễ ở đâu đấy ạ? Thầy đi lễ ở đền cô chín Sòng Sơn. Thanh Tuyền ok luôn. Thầy xin lộc cô chín cho con với ạ. Đồng ý luôn. Hòa Lai. Em mới đi hôm chủ nhật thầy ạ. Vậy thì không xin nữa đúng không? Hoàn Trần. Hồng Tín. Trang Lucky. Giày dép. Ok. Chia sẻ đi, tại sao anh sẽ sang xin cho. Hương Phạm xin lộc cô. Hiếu Nam nữa. Nguyễn Thị Xuân có đồng ý không? Nguyễn Khuyên. Man Hồ, ok. Ngọc Dung, đồng ý. Đỗ Ngọc Thắng, đồng ý luôn. Nửa đêm đi xin lộc cô chín.
thầy xin cho bách gia chăm họ. Đúng, ok. Thầy đi cúng chỉ xin cho mọi người thôi, không xin cho thầy nữa. Mình ngày xưa mình xin rồi. Ngày xưa thì xin rồi, bây giờ không xin nữa. Cô cho rồi, mẫu cho rồi, cô cho rồi. Bây giờ đi xin cho mọi người thôi. Ok, Lê Hồng Ngát. Đã xin cho Lê Hồng Ngát. Nguyễn Thị Xuân cũng xin lộc cô 9. Bây giờ sang đồng đến cô 9 đây. Chuẩn bị lái xe sang đền cô. Để các bạn trợ lý cho đồ lên xe đã. Lễ xong rồi, bên này mẫu xong rồi. Bây giờ sang đền cô 9 nha. Kim Nhung, ok. Xong chưa, xong chưa? Lên đường. Thôi có biết đường không? Biết đường không? Anh không biết đường đâu thầy ạ, toàn hư lạc. Biết đường sang đền cô 9 không? Vào Google Map dẫn đi. Tại vì điện thoại của thầy đang live stream nên là không dẫn đường được đâu. Khôi ơi, mở Google Map đi. Xong rồi đi trước thầy, thầy đi sau. Gần đây thôi, sẽ đối diện cho bên kia đường thôi mà. Thì như nào, đi xe luôn hả? Đi xe ô tô chứ. Lên xe đi em ơi, ta tìm nơi bê xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi. Không, xin chào. Hẹn gặp lại. Mọi người lên xe đi. Lên xe đi em ơi, ta tìm về phía xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi. Lên xe bà không nói chuyện. Lên xe bà không nói chuyện để thầy live stream. Mời chị vào trước. Ôi trời ơi, mình bé ngồi đâu cũng được cơ. Không biết gấp đâu. Ôi. Không biết gấp đâu, bây giờ làm nào để gấp được ghế. Kéo xuống. Kéo xuống. Gấp thế nào nhỉ? Dập mạnh tay vào. Đấy, thôi sợ hỏng lắm. Xe này là dành cho dùng cho những người về to béo mà chị không biết à? Không, dành những người để ok, Khôi dẫn đường đi. Bây giờ live stream sang đền cô 9 luôn nha mọi người. Thầy vừa lái xe vừa live stream được mà. Chết rồi, nó connect với cái loa này là hỏng rồi. Và chắc không nghe tiếng gì đâu. Thì bây giờ thầy sẽ lái xe sang đền cô 9. Bật một cái cho nó sáng. Tối nay mình phải xem tử vi đấy, online ở Mỹ, mà giờ này vẫn đang lưu lạc ở nơi này. Chắc là hẹn khách lại thôi. Các bạn trợ lý hẹn khách lại giúp thầy đi nhá. Giờ này vẫn đang lái xe đi đền cô 9 thì làm sao mà xem tử vi được. Thank you.
bên cô Chín thì có một cái bạn lúc nãy bạn ấy đến tìm rồi, bạn ấy sẽ dẫn đường vào trong đền cô Chín cho. Mình rất hay là đi đâu cũng người dẫn đường cho. Đến đây thì cô rồi này. Nhanh vậy. Đó là bạn nào cầm chìa khóa xe nhớ khóa cửa nha. Lúc nãy là không khóa cửa xe ô tô đâu. Đâu đâu? À đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cô bé ngày xưa mình xem tử vi cho ra đón luôn. Lụa rồi, xuống thôi. Đấy, đến rồi mọi người. Tới luôn. Tới công chuyện luôn. Eo ơi, toàn đồ cô này. Trước khi vào đền cô thì sẽ sắm lễ. Lễ thì thầy các anh chuẩn bị ở Hà Nội rồi, nhưng mà sẽ mua thêm hoa, à mua thêm vàng mã ở đây nữa. Đâu, bán cái gì ở đây? Bán gì ở đây? À thế à? Cô này thầy xem tử vi cho bán nem đây này. Đây là đặc sản nem chua Thanh Hóa đúng không? Thấy rồi. Nhà tự làm luôn. Giỏi. Thịt tươi và sạch 100%. Đây. Đền cô bên kia đúng không? Bên kia đường à? À đây 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 đây. Ok. Có cô thầy các anh xem tử vi cho cô bán nem chua ở cạnh đền cô luôn, đối diện. Lần sau mọi người đến ủng hộ cô này nhá. Nem chua tự làm luôn, xịn sò. Sắp lễ nhanh nào. Sắp đóng cửa đền rồi. Bên này mấy giờ đóng cửa? 10 giờ. Chúng ta chỉ còn 30 phút thôi. 10 giờ đóng cửa rồi. Mọi người nhanh lên. Nghèo. Khu này nhiều nơi bán đồ mã vàng sắp lễ cho cô lắm các bạn ạ. Cả một dãy phố luôn này. Cả dãy luôn. Uầy, đền cô vẫn nhiều ô tô lắm. Vẫn đông khách vào cực kỳ. Đây là đền cô Chín Giếng. Còn kia là đền Sòng Sơn. Còn đây là cô Chín Giếng. Ở trong này có cái giếng các bạn. Đây, mình đang sắp lễ ở trong này. Chuẩn bị lễ và vào lễ cho mọi người. Mọi người nhớ chia sẻ comment tên tuổi. Cần điều gì để thầy các anh xin cho. Không có điều kiện về tận nơi để thăm cô, các anh sẽ đến thăm hộ. Lễ giúp mọi người luôn. Đường phố buổi đêm hơi vắng. Đấy mọi người thấy các thầy các anh mang đồ lễ từ Hà Nội về này. Để lễ cô đây này. Hoa quả này. Đây nữa này. Nhưng mà mã thì trong này mới có.
Đây 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 đây. Ui, mọi người đang chuẩn bị lễ đây. Hello à? Hôm nay để thầy bán hàng cho. Hôm nay mình ngồi viết sớ cho. Mọi người ai cần viết sớ vào đây. Chiều thôi thầy viết Hà Nội hết rồi. Hôm nay ông đồ đi viết sớ đây. Thanh Tuyền xin cho Đỗ Thị Thanh Tuyền sinh năm 91. May mắn, ok. Nguyễn Hải, ok, xin Lộc. Hoa Nguyễn, lần đầu xem live thầy, thầy xin Lộc sức khỏe giúp con ạ. Ok Hoa Nguyễn. Bộ này là mới ra. Nhờ thầy xin cho con sức khỏe công việc. Phan Thị Điệp sinh năm 1991. Ok. Tin vui thầy xin cho con là Vi Thị Vui sinh năm 1973. Xin Lộc sức khỏe, Lộc gặp may mắn. Ok. Mai Loan, Lê Thị Loan, Hồng Tín, Thu Trường, Thu Trường, Thu Trường khu 10, xã Lam Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trần Kiều 91, à 60 à, 1960. Điện máy Long Châu sinh năm 71. 333 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Trần Thị Thu sinh năm 1982. Thầy mặc như vậy không rét à? Không, thầy nóng lắm. Thân nhiệt của thầy cao hơn mọi người một tí. Lúc nào cũng nóng. Không sợ lạnh. Chụp mạnh vào, chụp thẳng vào. Vân Vân. Ok, ai mà nhờ thầy các anh xin giúp nhớ chia sẻ video cái nha. Chia sẻ video các anh lắm xin hộ. Nguyễn Đắc Hùng sinh năm 1978 âm lịch. Ngô Tuyết đã chia sẻ ra đây này. Ngô Tuyết, thầy xin cho con 1974 sức khỏe, tài lộc và bình an. Ok. Khoa Nguyễn đồng ý luôn. Nhờ xin lộc bình an sức khỏe cho Lê Thị Mỹ sinh năm 1996. Ok. Huỳnh Ngọc Thủy sinh năm 1999. Xong chưa? Ok, đâu lễ đâu. Ok, đi vào luôn, không có đóng cửa. Đi nào đi, không có đóng cửa. Nào vào nha mọi người. Bê mạnh. Nào, lên đường đi. Bê đồ, bê đồ, bê đồ. Đền Chín Giếng kính chào quý khách. Ui, tối rồi mà vẫn còn nhiều người lễ thế này. Chứng tỏ cái đền cô Chín Giếng rất là thiêng luôn. Mọi người thấy không? Cô độ cho con lộc buôn lộc bán.
đẹp quá. Sắp hầu anh? Ui vẫn đông lắm mọi người ơi. Đây là ban công đồng. Trong bên trong, ban trong. Khôi ơi, để bên phải này được này. Để hết lên bên này này, để bên đấy. Đây là ban thờ Hội đồng Thánh Hoàng. Ở đây có ba ông Hoàng, ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười. Nhiều bạn không biết cái này là cái gì đâu nhỉ? Đây là bàn hầu nhá. Cái gương ấy hầu. Nhiều bạn hỏi mà tại sao có cái gương? Cái gương này để người hầu soi gương nhá. Thánh về soi gương. Soi gương sẽ thấy bóng thánh. Ui, nhiều người dân mã cô ok. Đây là cũng ban thờ ngũ vị tôn ông luôn. Sắp có lễ hầu này, mọi người đang sắp lễ này. Đây đang đi trình chầu, trình khăn này. Thầy dẫn đệ tử đi trình chầu này. Đây là cung thờ cô Chín. Đây là thờ Châu Cửu. Ngày mai có khóa hầu ở đây. Mọi người đang làm hoa làm lễ. Đây là chính cung cô Chín đấy mọi người. Mọi người xin gì thì xin đi. A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Khúc của cứu nạn linh cảm quan Thế Bồ Tát. Con sám hối của lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Con kính lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, kính lạy cô chín giếng linh thiêng. Hôm nay giờ ly thiêng này, con Cao Văn Anh pháp danh Huyền Tiến đến đây kêu thay lạy đỡ cho các gia các chủ. Xin cô phù hộ độ trì cho các tín chủ được toàn gia lạc công việc hanh thông, lộc tài vượng tiến, tâm đạo mở mang. Sự cầu tất ứng, sự nguyện tổng tâm ngũ phúc lâm môn thân tâm an lạc quả đạt bên thành đầy thiền mãn quả giác đạo hưng thịnh. A Di Đà Phật.
chào cứu. Đây là ngũ vị thôn quan nha các bạn, các vị quan lớn. Này các bạn nhìn nào, kiệu cô Chín này, kiệu đấy. Đây là màu cô Chín này, kiệu đây mọi người, rước kiệu cô này. Khuôn viên bên ngoài đền của cô rất là rộng. Hôm nay thời tiết ở bên này mát mẻ mọi người ạ. Hơi mưa mưa. Người ta nói rằng đi lễ mà gặp mưa thì may mắn. Hôm nay hơi mưa. Mọi người cúng lễ lâu lắm, xin lâu lắm. Mình xin thì nhanh, mọi người xin thì lâu. Cô này cô xin từ nãy giờ vẫn chưa xong. Hoa lan. Cho mọi người lượn phố nha. Thăm đền rồi, bây giờ lượn phố. Phố đã lên đèn rồi. Phố đã lên đèn. Đêm đã về khuya.
Minh Tạ mới vào. Thầy ra giếng cô giếng cá đi ạ. À. Thầy ra giếng cá rồi. Lần này đi lễ cô chứ không phải đi ra giếng. Thầy biết. Tới giếng rồi, tới cá rồi, có cây sung ở đấy rồi. Chào Nguyễn Kim Chi. Chào Hương Tống. Các bạn biết những người có căn ấy, sau khi mà đi lễ ở các đền phủ, tứ phủ ấy, về cảm thấy nó nhẹ người đi lắm. Khi mà đến tháng tiệc mà không đi lễ là trong người bứt rứt. Nhiều người có căn là như vậy. Nên là ngoài Bắc ấy, người ta hay đi hành hương đầu năm, đi một loạt tất cả các đền luôn. Cả bạn hội đi hết các đền. Người ta chia ra khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh này. Rồi đi một khu vực nữa là Nam Định, Thái Bình, Hà Nam này. Một khu vực nữa là Quảng Ninh này. Quảng Ninh nhá, Quảng Ninh cũng rất nhiều đền. Một khu vực nữa là Lạng Sơn này. Một khu vực nữa là Yên Bái này. Đấy, Lào Cai, Yên Bái cũng có rất nhiều đền thờ Tam Tứ Phủ. Thờ Tứ Phủ. Đến đền cô Chín để hát cô Đôi Thượng Ngàn là ăn đòn thì sao? Nhớ là các cô hách danh lắm nha. Đấy, người ta đi mấy tour như thế, mấy vẹt như thế là hết luôn. Hải Châu, thầy không đi Sài Gòn đâu, thầy về Việt Nam mấy hôm thầy lại đi Mỹ rồi. Vân Anh Hưa Hoàng. Nói chuyện đến đền cô Chiến Giếng không khác. Chào Thiếu Sinh. Nên là những bạn có căn số ấy, mỗi đi lễ về cảm thấy nhẹ người lắm, giống như chút được một cái gánh gì ấy. Cảm thấy trong lòng nó an nhiên tự tại. Và những người căn cao số nặng mà đến tháng tiệc của mẫu, tiệc cô, tiệc cậu, tiệc ông hoàng, tiệc quan mà không đi được, cảm thấy trong người rất là bứt rứt, khó chịu. Đúng rồi Dương Trường. Nó gọi là căn số. Thầy đi lễ đền Đông Quương ở Yên Bái. Thầy đi rồi. Đã tới đền Đông Quương. Đền Đông Quương cũng rất là linh thiêng. Chào Bích Vân. Ô, xin chào. Sao biết thầy? Em vừa thành phố về chạy lên đây ạ. Vừa thành phố Thanh Hóa chạy lên đây á? Vâng ạ. Xem live stream thầy à? Xem live stream thầy, hôm nay có duyên gặp thầy. Tên em là gì? Em là Tú ạ. Tú à? Gặp thầy bao giờ chưa? Em chưa. Yeah. Thì mấy lần xem live stream của thầy chỉ đến Mỹ thôi. Cả Việt Nam mà cũng như ngoài hội thầy. Nha. Thì là em vừa lấy cháu gặp thầy. Chạy đây gặp luôn. Đây là phần giờ của lễ mà. Lễ cô xem rồi. Mọi người sang đi. Thì hôm nay thì rất là có duyên gặp thầy. Hôm nay thì qua lại cả thầy. Ok. Thế là vừa xem live stream phát chạy ra luôn. Tên là gì? Tên là gì? Dạ, em là Tú ạ. Dạ. Quê gốc ở đâu? Em ở Hoàng Hóa. Hóa. Gốc của thầy cũng Hoàng Hóa đấy. Thầy không nhớ Hoàng gì, nhưng mà chỉ nhớ Hoàng Hóa thôi. À, không, nhưng mà cụ bảy đời nhà thầy với Hoàng Hóa. Nhà thầy có cụ bảy đời Hoàng Hóa. Cụ bảy đời Hoàng Hóa vào trong Thanh Hóa sinh sống, đẻ ra con cháu ở Nông Cống. Mộ cụ bảy đời và thầy vẫn ở Nông Cống. Vâng, hôm rồi em đi xem live thầy ở quê này. Ừ. Thì rất là kinh nghiệm. Bạn Dương Trường bảo con tưởng thầy sang thăm bang Texas ạ. À. Texas sắp rồi. Tháng đầu năm dương lịch thầy qua. Đầu năm sang Texas.
Làm nghề gì Tú? Dạ, em làm bên mảng tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng à? Sau thì... Ok. Hôm sau nhớ nhắc thầy là đã gặp thầy ở Thanh Hóa nhé. Đi xe máy ô tô. Cô bạn này, bạn Tú bảo nó chạy 40 phút từ thành phố Thanh Hóa ra gặp thầy Cao Thành Cao Anh bắt tay một cái thôi. Sau để hôm sau thầy nhớ thì xem kỹ hơn à. Đây này mọi người, welcome cái anh Tú này, cái này. Đẹp trai này, chạy 40 phút để gặp thầy Cao Anh. Thế yeah, mọi người thả tim like cho mình luôn. Xem lá số tử vi thì cần giờ sinh, ngày tháng năm sinh. Trong lá số của mình nó sẽ có 12 cung. Dựa vào các ngôi sao trong chính tinh trong lá số tử vi và pháp phụ tinh đóng như thế nào đấy, thầy sẽ xem. Xem như lá số tử vi mình có đẹp không. Một lá số tử vi đẹp là một lá số tử vi có các ngôi sao chính tinh sáng và các phụ tinh gọi là sát tinh ấy, nó không chiếu vào cung mệnh của mình, không chiếu vào những cung quan trọng. Thật ra thì không phải mình mệnh không đâu, có cả phúc đức và cả cung thân ấy. Những cung quan trọng, trọng cung nhất chính là phúc đức. Khi mà cung phúc đức tốt thì nó sẽ đỡ cho tất cả cung khác mặc dù nó xấu. Nhưng mà người ta sẽ lúc nhỏ thì người ta sẽ quan trọng nhất là cung mệnh. Thế là khi xem mà mệnh mà rất nhiều sao xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi xem tử vi thì thấy được gì? Thấy được phúc đức tốt chưa nè? Thấy được cái nơi mình ở phong thủy có tốt không? À, thấy là cái đường số đấy có mắc gì về tâm linh không? Có những người sẽ mắc những chuyện tâm linh khó lý giải. Đỗ Ngọc Thắng, chú mời đoàn của thầy về Thanh Hóa ăn tối. Không vào được, bây giờ phải đoàn phải đi luôn rồi. Đấy, thì thầy sẽ kiểm tra xem có vấn đề gì về tâm linh không nhá. Nếu có thì sẽ chỉ cách điều chỉnh nó. Ừ? Các bạn trợ lý là sắp cho gặp thầy online được rồi, chạy làm gì cho nó mất phá. Cái gì mà giải quyết được online cho mọi người thì cố gắng. Ok. Mọi người gặp thầy online thôi, bảo thầy ơi em cùng quê với thầy là mình cảm thấy vui lắm rồi. Được luôn, chụp ảnh luôn. Đấy. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi, thôi đi về đi, không dạ. Có khuya rồi. Hôm sau thì thầy sẽ xem cho nhá. Hoàng Loan. Chào Bảo Uyên. Đền cô 9 giếng bởi vì đền của cô có cái giếng. À giếng bây giờ có đèn sáng không? Đèn có sáng không? Thì à, mọi người có thích đi thăm giếng của cô 9 giếng không? Các anh dẫn đi. Ok, đi nhá. Bảo cô thổ dân ở đây dắt mọi người đi đền cô đi, đi ra giếng nhá. Ra giếng. Thổ dân ơi, dẫn thầy ra giếng cái nào. Ê, dắt thầy đi. Cho mọi người xem giếng thế nào.
Đấy, thầy ra đây. Ra giếng luôn. Có người hầu ở đây à? Ồ thế à? Hầu ở giếng luôn á? Hay. Ôi đang, đang hầu ở đây. Cô 1, cô 2, cô 3, thăm tiếng tỉ, cô 4. Đâu, giếng đâu? À đây à? Ui, nhiều cá thế. Cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô 11, 12. Nhiều cá thế. Là thơm dân cánh bông hoa. Ôi, toàn cá mọi người. Bông hoa tươi tươi tốt, bông hoa tốt đẹp, cầu dâng lên. Toàn cá là cá này, đây là cái giếng đây. Đồng. Là xem hầu không? Tiếp lộc mang tài, tiếp lộc hàng gia, tiếp lộc một hàng ban tài, cho buôn đình mày ban tốt, buôn đình mày ban đắt, chứ lộc tài để ra. Đây là khóa hầu đấy mọi người, hầu buổi đêm ở đây. Muôn dặm xa xa mới được độ đi, muôn linh dặm xa xa vừa nhàn thanh thảo bước hoa để bài đi. Là cậu xe giá hồi cung rồi. Chúng mình cũng xe giá về quê thôi. Cậu hầu xong đúng 10 giờ. 10 giờ. Về thôi, về thôi. Mọi người cũng đi ngủ đi thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ ngon đấy mọi người. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ video nha.